Trường học thì xây phần thô xong hết rồi. Bây giờ là chỉ gác mấy cái này này, đấy, mấy cái sắt kèo với gì ấy để mà lợp tôn nha các bạn. Đó cái tên đấy. Você regressou à falta de dinheiro ali. Você, qual é o nome? Tipo troco, né? Meu nome tá aí. 10 này, 15 này, 20 này, 25 này. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Lê Vlog của Sáng Châu Phi. Nay quay trở lại giám sát công trình trường học nha các bạn. Và cũng như là hôm nay trả tiền thử công cho anh em làm công trình đây luôn. Đây, trường học thì xây phần thô xong hết rồi. Bây giờ là chỉ gác mấy cái này này, đấy, mấy cái sắt kèo với gì ấy để mà lợp tôn nha các bạn. Sau gác sắt như chảy như này này, đấy để là lợp tôn xuống ấy. Thì cái này là xong rồi, xong phần kèo này rồi. 2-3 ngày nay là chú Long bây giờ mấy anh em làm xong gần hết rồi. Bây giờ là chỉ có gác đà sắt đà ấy là bắn tôn. Rồi sau đó là bắn tôn lợp thế tôn đây, sau da trát. Rồi là lắp cửa ngõ các kiểu, rồi láng sân nền, làm khuôn viên hoa các kiểu ở giữa này nữa. Rồi vâng, vay bà ga con ta nhá. Busalita de kili mai velu. Đây, xong hết phần thô rồi nhá. Không thiếu một cái gì nữa. Đây, phía sau này cũng thế. Phía sau này là xong hết rồi. Ê, Matilo ơi. Đưa cho nửa mất, đưa cháu kia cái quân số không? Tỉnh xong chưa? Tỉnh xong, đúng một cái viên lan chưa? Bao nhiêu công nhân đưa chảy cho nó chứ? Nửa 25 công, nửa 27 công, nửa 27 công. Còn tháng 1 triệu thì nửa lại đi, nửa tháng 1 triệu thì nửa lại gặp đồng ai bên vua. Tháng 1 có phiếu đồ ca nữa. Đang gác đà, đang gác cái này này. Để ngày kia ngày mai là lên bắn tôn. Gần xong rồi đấy. Thôi. Anh đây beso ya ten lista. Ya veo. Ayudante. Metri. Calo. Nhe ru, vem, rápido. Ah, não quero nhe ru. Não quer, né? Não quero, né? Tá roubado. Aí. Ah. Aqui, Metri. Metri. Ajudante. Fata quem? À, đây là giấy chú Long đã tính công rồi. Như anh này là 27 công. 27 công. Ajudan thì vô baga 30 nhá. Vô baga 30. Đây, 27. Hả? Nó kêu được nhé đúng. Đó cái tên đấy. Você regressou a falta de dinheiro ali. Você, qual é o nome? Tipo troco, né? Meu nome tá aí. 10 này, 15 này, 20 này, 25 này. Falta đôi mili. Đôi mili. Eu tá falta você đôi mili. Depois abanhar, já? Nó tem dinheiro đôi mili ali. Dá. Nhanh lên nào. Rồi, đấy muốn đưa tiền thì phải đưa cái này chứ. 24 à? 24 rú. Đây thì Tá Você vai tá dia.
Você falta dia, falta 3 dia, 1,30 dia. Você só trabalha no 27. Então, 3 mili de conto na falta. Não é 30 mili, são 27 mili. Tá entendendo, não? Por falar com os... Ôi, anh đi làm mà bây giờ anh cũng biết đếm tiền đi chứ chờ đi. Một, hai, 25. Vin thì 4 nè, điền nè. Vin thì 4 mili. Ấy tao, à cái vin thì sinh, sinh gu. À bà nhá, 13 mili à li, nhá. Mà tôi trúc 10 mili á. Qua 23 23 falta 3 mili abanya ya. Ah, ne nomi. Benjamin. Ah, ali. 3 mili. Ya. Quanto dia? 24. Abanha 3 mil mili. Esse 25. Aqui só 24 dia. Esse 25 mili. Abanha deu com mil mili ali. Já? Nome? Lorenzo Cacinda. Aqui. Não, não. Aqui. Esse aqui é Benjamin. Ali? Ah, é, tá bem. Outro. 26. 1, 2, 25. Aqui 25. Mili, vou trazer a banha, já? Qual é o nome? Já? Acabou? Acabou? Oi, mete ali. Ai. Ba. 35. Quem tu abanha? Já? Quem tu abanha da meu? Outro ganho entrou aí na manhã. Ok. Abanya para jemi kian tu. Ah, onde mai belu? Đây này là chấm trả hết công cho anh em nha. Ali. Ok. Bây giờ là chắc là thanh toán tiền cho anh em xong rồi. Cứ để cho chú Long với là anh em ở đây làm thôi. Tu bua na ai na leva te zeva ki tu du. Nào, ra từ đây ra tu đu. Tu đu. À, để mày. À, ta đem tu đu. Đưa sạch với gì răng ngang lên đây hết rồi. Mà ở đây không có ai canh trông coi cả các bạn ạ. Cũng sợ là người ta trộm ấy, trộm sạch đấy các bạn ạ. Đây, chú Long ơi. Này, chú Long. Để tôi về tỉnh lại. Ui, sắt dài như này à? Đây, trường cũ của mấy em bên này. Đấy, vẫn học bình thường nha các bạn. Nhưng mà bây giờ là muộn rồi, muộn giờ rồi. Đây, nhà kho chất vật liệu này. Sắt đây, sắt nhiều rồi. Sắt nhiều ở trong ấy, không biết là... Cái này phải bảo trưởng thôn coi không rồi. Để ra bảo trưởng thôn. Vai controlar lá bem do tubo. Não que sim. Bora ser um. Báo trưởng thôn nói là sẽ kêu một người đến ăn ngủ ở kho để mà trông coi vật tư sắt với là gì
để mà lập tôn đấy các bạn, sắt hộp mình mua nhiều lắm. Đấy, một cái phòng này rất là rộng, bực giảng ở trên này cao ráo nha các bạn, không phải thấp đâu, mình xây cao lắm. Sau đang còn cửa sắt thép các kiểu rất là nhiều, nói chung là chưa xong được hết đâu. Tầm đâu đó là sang đầu năm sau là có thể bàn giao cái trường học này là cho huyện Bài Luân đủ được rồi, và cho mấy em vào học, và cũng như là bàn ghế rồi giáo viên các kiểu nữa. Cái đó thì làm đến đâu mình quay đến đó cho các bạn xem. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Trần Châu Phi để ủng hộ anh em mình nha. Chào các bạn.